sôi 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 nhiệt độ 100 độ C hả? Đổ từ này nữa, đủ đủ chưa hay đổ thêm không? Rồi, hắn đi rồi à? Đây, ngồi đây. Anh cái béo ơi. Anh chưa chưa còn mày tỉnh đi nhà. Chưa. Đi nhà chơi tí nào. Đi nhà làm chi? Đau quá nè. Anh không? Nên béo ơi. Tuổi mới ở với thằng nhỏ này cũng không hợp tuổi. Không hợp, ở chung đi. Tập trung đi, đang nữa. Đang hơi ổn. Tuổi mùi. Mẹ nói dưa tiền lên trên kia là ghi âm lại hết rồi đây nha. Đừng nói nhiều quá. Ai? Này. Mẹ ơi, cầm đi chú béo, khi nào chồm xong cái đó mẹ tắt đi nha. Đấy nha, để đây nha. Đó, quay bao hoa quay ra. Quay nó đó. Nha, khi nào bao hoa bảo nhồi được, mẹ nói nhồi được xong rồi mẹ nói hắn nha. Là răng. Và khi nào nhồi được bột rồi á, có thể bắt rồi đó. Thì nói hắn lên dưng lại. Đây nha. Bà bỏ thêm bột. Ừ? Bà bỏ thêm bột đi. Ủa? Anh nóng một tí để cho anh nguôi chứ bỏ thêm bột nữa. Một ngày mà con rồi mà con biết là con nói sao họ làm dẻo rồi đó. Họ làm mua về không biết là hỏi là bỏ nước lên vô là chảy nước luôn. Hắn chảy nước ra giống như sữa đó. Chứ hắn không phải trong cái bột này đi đó. Làm như ế bà. Ừ? Phải bỏ nước sôi ra. Ừ thì phải bỏ nước sôi. Bằng nhé nhé, phải bỏ nước sôi. Ăn cơm cho ngủ. Hư lắm. Teo. Teo này. Nó xấu tí nào.
lên nhà nữa, đứng đó, có lấy bánh ăn, có lấy cơm ăn. Lên nhà làm chi đấy nè. Các bạn thấy không? Quá dài. Nhà nó đất nhỏ hè, sát đường rồi. Hả? Nó của nhà. Nó của nhà họ. Cái tên là ba họ đập phải. Phá là quyền gọi thôi. Mình chả có liên quan. Mấy mình dỡ không thôi, mình cứ để đấy họ phải đền cho mình. Mắc cái gì đấy? Mắc cái gì đền? Đền mà cứ bắt người ta chuyển đi hết. Vì bột nữa là con biết rằng họ dồi năm con họ dồi bột họ dồi nhiệt sống quá họ dồi không có bột không còn nước chín bột chưa chín bột thế này làm mày dẻo bánh này bột là hòa nước sôi đây bột mình ba dồi nước sôi ba rồi mang em khô chưa bắt ít một khô mới tiêu chưa nó chi hay. Chờ ba tí nào. Nói không nghe là đập bột chứ đừng có lì. Con này nhỏ ấy phải dày. Nhưng mà chứ nữa mà chiêu đôi cái chiếc đôi được nấy. Không mà ở với con tao là ở với tao. Con tao quật đít chứ. Đôi chiếc đôi cho được. Lên nhà ăn cơm, lên nhà làm gì? Kể chưa? Ở đây thôi. Nam Từ lên đi. Con Từ đi đi. Con đi đi. Sao không đi được? Mang dép con đi đi. Đi lên nhà đi trước nha. Làm đóng. Đi ăn cơm đi. Xuống phu năn lấy tay. 2 ký chẳng mà. Anh học em. Dạ. Đây ba vô em một cục nữa này. Một cục sẵn rồi. Nhô thì việc làm nhấn thôi mà. Cái tí là ai mà không còn nhôi nữa. Bánh ba lam. Ba. Thì à. Để con bé ăn ăn cơm cho mà. Chờ làm bánh. Ê. Mỏng quá. Ê. Quá tí luộc con phèo đó. Là, con làm là tín mà ba bay chứ con đừng làm mỏng nữa là cái bánh thôi tí luộc xấu. À. Phèo ra phải chứ hành dính. Dính nhau à. Nhưng mà cách thì nhỏ quá. Nhỏ đó mà nhỏ. Bánh làm đi lâu thì luộc cái bánh làm to là được rồi. Nhỏ đó mà nhỏ. Đây là món bánh sẵn Quảng Trị đấy.
đi mà chưa máu rồi mẹ làm thì chi chi làm cái to mới nhanh được, làm cái nhỏ như mày lâu lắm. Làm to thì ăn mới nó được. Sao không được? Một cân bột ta phải làm được 200 bánh à? Được. Làm phải như ông miếng, như miếng hồi xưa vắt cả vắt cả vắt đấy. Ừ, làm như ông ngoài hồi xưa nhanh ạ. Hôm nay trăm rồi đấy, dì mới lên ăn dồ. Mà dì mình bệnh sẵn mẹ biết không ai mình như dì cả, dì mình cả cục có nhanh được chút. Được chưa? Nhu đi nhanh được chưa? Làm con nào? Làm vài cái thôi. Bỏ lên nào. Bao nhiêu nữa? Chưa xong là? Xong rồi đó. Làm đúng dính nhau sao? Đúng đâu một dít. Bỏ mâm cái ra kìa, một tí bắt rồi bắt vô mâm cái luôn kìa. Rồi, chụp rồi. Bỏ ra để cho anh dọn vô anh khỏi. Từ chờ bao tí nào. Tí bỏ luộc ăn là xong rồi đó. Luộc là phải nhắn đi cho kỹ nè. Còn phèo đi. Ăn bánh mì à? Không ăn bánh mì đâu, ăn bánh này này. Tí ăn bánh luộc, ăn bánh này ngon này. Đấy, bánh này ngon này. Ăn bánh mì này. Chờ tí anh béo xuống phủ tay. Con béo này, béo này xíu lắm. Mày đưa kia giác, béo làm bên này. Lâu đi chơi, lâu xác hết. Để cháu xét cho. Chờ nấu cơm xong xuống, ăn cơm xong xuống. Ăn cơm, tới nhà ăn cơm. Sao? Đã được, chờ chờ bắt lấy bánh nha. Chờ bắt lấy bánh nha. Bánh xong còn tùy nữa. Nhồi bột mới lâu lắm là nhanh đúng không? Rồi khâu chuẩn bị nhấn nhũng lâu. Còn ngồi đi thì làm nằn ấy, làm đấy. Nhấn thịt lớn này. Tôm, tôm luôn. Làm bên lạc đồ phòng được. Ừ, ăn dở em. Đi sáng bảo mua nhấn thịt gà mua nhá. Thịt gà ra thì chỗ gà còn nó ra chi không? Có chỗ đặt gà là ngon. Gà mà phải chứ nhấn về phải băm phải lâu. Nào mà chị ôn được con hả? Cái gì mà con ôn được? Lấy cái rõ để bảo ấn cho cái vụ. Ôi ra cay mắt. Không cảm có điện. Mất điện ấy. Để làm quay bỏ lên cho bé mới cột con. Để mẹ về ngoài mình bẻ. Vô trong trang mình hai lên luôn. Vô trong trang mình hai lên về nhà lai mình lên. Dạ là làm nữa. Về nhà lai là dì Lý đem bột vô à? Mình quay tạc giả. Con nó sống như bạn bè chứ mẹ dì Lý cho mẹ nhiều tư tế như vậy. Cho mẹ ăn còn mẹ chưa. Rồi dặn mẹ. Dì Lý đang ở trong Sài Gòn là đám đó. Đi mà đi làm đi lại được lá về thì không ngon hả? Mình trong đó đi hải